Một mừng nữa là một tuổi đúng rồi nha. Hôm nay là tháng 8, 16 đây, 2017. Vậy lắm, cái nó không 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 ngày nó bóc nó Một là mừng nữa là một tuổi rồi đó. lâu vài bữa hết bóc rồi Ba ba đó. con của Luân Diễm nè. Châu. Còn Châu thì 11 tuổi rồi. Con gần một tuổi rồi, từng tới à, một tuổi rồi đó. Mâm mâm đi con. Vậy nè, mâm mâm đi. Dầm dưới vậy. Để cái ngón tay nó dài, ngón chân nó không dài ha. Thằng này nó bự con á. Cái ngón tay, con thấy nó dài, ngón chân nó không dài. Bà Diễm mới uống nước, bệnh đâu bà Diễm ơi. Nói gì con? Nói gì? Nói gì em? Ở nhà ăn nhức mập đó. Hả? Mai mấy cái này cũng chế dò cho mẹ. Mẹ Diễm con à. Mai này cũng chế dò cho mẹ đi ngày. Mai hả cô?